Theo hãng thông tấn UPI loan tin, hãng Walmart đưa ra một thông báo hôm thứ tư, trong đó cho biết tên chính thức của công ty này sẽ được thay đổi trong năm tới nhằm phản ánh phương thức mua sắm của khách hàng. Theo tin này, hãng sẽ rút dấu gạch nối từ Wal, gạch nối Mart Store Inc sang Walmart Inc. Hãng Walmart có trụ sở tại Arkansas cho biết quyết định này nhằm phản ánh cách khách hàng mua sắm với hãng vào thời điểm hiện tại và tiếp tục mua sắm lâu dài với họ trong thời gian tới. Hãng này cũng cho biết thêm, việc đổi tên này nhằm tuân theo hình ảnh của công ty trong mắt người dân và là một hướng đi của công ty để thắng đậm tại thị trường bán lẻ trong thời gian tới. Ông Duff Macmillan là CEO của Walmart cho biết, chúng tôi nghĩ việc đổi tên sẽ tạo cảm giác cho khách hàng có thể mua sắm tại cửa hàng của chúng tôi bất cứ lúc nào.